Sau đây là kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6, ngày 30 tháng 12 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 5. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 1, 0. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9649, 4100, 0803. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5096. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00065, 61175, 29503, 39362, 31997, 48598, 70909. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 74486, 99464. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 59875. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 76706. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 5531129. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 5531129.